Bây giờ là thời gian dành cho chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Chương trình với những tin tức cập nhật đang được quan tâm. Chương trình sáng nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Thực hiện thông điệp 2K vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh. Điều tra vụ tai nạn liên quan khiến người phụ nữ tử vong tại thành phố Hồ Chí Minh. Thanh niên đánh phụ nữ chỉ vì suýt va chạm giao thông. Bắt nghi phạm đâm tử vong 5 thanh niên trong phòng trọ. Lãnh án 10 năm tù vì đâm người do mâu thuẫn trên bàn nhậu. Nuôi ong lấy mật và sữa cho thu nhập tốt. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh mà đặc biệt là karaoke đang được quan tâm. Tại Đà Nẵng, Công an thành phố đang triển khai các đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy trên diện rộng đối với các cơ sở kinh doanh có nguy cơ cháy nổ cao, trong đó tập trung vào các điểm kinh doanh karaoke. Trong đợt kiểm tra này, lực lượng liên ngành gồm lực lượng công an phối hợp với chính quyền các địa phương kiểm tra hồ sơ công tác phòng cháy chữa cháy tại cơ sở và thực trạng việc trang bị các phương tiện phòng cháy chữa cháy tại chỗ. Trong quá trình kiểm tra, đoàn liên ngành trực tiếp nhắc nhở xử lý những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở kinh doanh karaoke như chưa huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho toàn bộ nhân viên, chưa có hồ sơ, sơ đồ chỉ dẫn thoát nạn hay chưa trang bị phương tiện dụng cụ phá dỡ thông thường tại cơ sở kinh doanh. Trước đó, Công an quận Thanh Khê đã tạm đình chỉ đối với một cơ sở chưa đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Còn lại, hầu hết các cơ sở đều được thẩm duyệt nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy trước khi đưa vào hoạt động và được kiểm tra thường xuyên một năm hai lần về công tác phòng cháy chữa cháy. Sau trận mưa lớn thì nhiều con đường ở khu vực thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai bị ngập nặng khiến cho nhiều xe chết máy. Chiều qua, cơn mưa lớn trút xuống nhiều khu vực ở thành phố Biên Hòa khiến cho một số đường ngập cục bộ, trong đó đường Nguyễn Ái Quốc và quốc lộ 1 bị ngập hơn nửa bánh xe. Tại khu vực công viên 30 tháng 4 ở phường Tân Biên, thành phố Biên Hòa, nước ngập sâu 20 cho đến 30cm khiến nhiều xe từ đường Nguyễn Ái Quốc qua đây bị ùn tắc. Ngoài ra, quốc lộ 1 bị ngập ở nhiều đoạn, nhất là đoạn trước khu vực Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất, ngập sâu từ 30 cho đến 50cm, khiến nhiều xe chết máy. Tại đường Quảng Trăng Bổn, nước ngập hơn nửa bánh xe, chảy cuồn cuộn cuốn trôi cả xe máy, nhiều ô tô qua lại hết sức khó khăn. Sau đó, mưa bắt đầu ngớt, các điểm ngập cục bộ rút nhanh. Thông điệp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình đã được chuyển trạng thái từ thông điệp 5K thay thế bằng 2K cộng. Bộ Y tế vừa phát động chiến dịch truyền thông phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới với khẩu hiệu vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh. Mặc dù tình hình dịch bệnh tại Việt Nam vẫn cơ bản được kiểm soát, nhưng cả nước vẫn ghi nhận trung bình hơn 2.000 ca mắc mới mỗi ngày. Nhiều địa phương đã ghi nhận các ca mắc các biến thể mới của Omicron với khả năng lây nhanh hơn các biến chủng gốc. Trong bối cảnh này, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã đưa ra thông điệp mới là 2K cộng vaccine, cộng thuốc, cộng điều trị, cộng công nghệ, cộng ý thức người dân và các biện pháp khác phù hợp với 3 trụ cột là xét nghiệm, cách ly, điều trị. Dịch COVID-19 đã được bản được kiểm soát và chúng ta chuyển sang quản lý bền vững, thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh, tạo điều kiện mở cửa đất nước cũng như là phục hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo ổn định đời sống của người dân. Vì vậy là các cái yêu cầu về tập trung đông người không tụ tập thì chúng ta cũng đã có những cái điều chỉnh để phù hợp với định hướng nêu trên. Chiến dịch vì một Việt Nam vững vàng và khỏe mạnh nhằm nâng cao ý thức của người dân trong thực hiện các hành vi cá nhân có lợi cho sức khỏe, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Bộ Y tế cũng đưa ra hướng dẫn về chuyên môn y tế và các quy định, các địa điểm khuyến khích và bắt buộc phải thực hiện các biện pháp này. Chuyển sang thông tin khác, thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ngạt khí khi vệ sinh hầm chứa cá, khiến cho một người tử vong, 4 người bất tỉnh trên tàu cá Hải Đăng mang số hiệu NT91360. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Ninh Hải, thì chủ tàu cá Hải Đăng là anh Nguyễn Dân, 49 tuổi, ngụ tại thôn Mỹ Tân 1, xã Thanh Hải, huyện Ninh Hải, yêu cầu 5 thuyền viên xuống hầm cá số 2 để vệ sinh. Khi cả 5 thuyền viên vừa xuống hầm thì có triệu chứng bị ngạt, nhưng do thành hầm cao nên các thuyền viên không thể tự ra ngoài. Sau đó thì cả 5 thuyền viên bị bất tỉnh. Khi biết sự việc, các thuyền viên còn lại cùng nhau đưa 5 nạn nhân ra khỏi hầm và đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận để cấp cứu. Tại bệnh viện thì một thuyền viên đã tử vong, 4 thuyền viên còn lại hiện đang hôn mê.
Nhận được tin báo, cơ quan công an huyện Ninh Hải phối hợp với các ngành liên quan và địa phương khám nghiệm hiện trường. Công an huyện Ninh Hải nhận định hầm chứa cá số 2 của tàu Hải Đăng có hơn 100 khí cá đang trong quá trình phân hủy và giải phóng khí độc. Do nắp hầm không được mở trong quá trình di chuyển nên lượng khí độc không thoát ra bên ngoài, lượng oxy trong hầm không đủ cho hoạt động hô hấp của con người. Tại tỉnh Tiền Giang, Công an huyện Châu Thành vừa phối hợp với Công an xã Thân Cửu Nghĩa cùng với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của một người đàn ông dưới ao nước trên địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa. Nhiều người dân sống ở ấp Thân Bình, xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành bất ngờ phát hiện một thi thể nam giới nổi dưới ao nước của trại chăn nuôi cũ. Nhận được tin báo, Công an xã Thân Cửu Nghĩa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành phong tỏa khám nghiệm hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân, đồng thời xác định danh tính của nạn nhân. Còn trên lĩnh vực giao thông, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn liên quan giữa xe tải, xe máy và người đi bộ vừa xảy ra trên đường Lê Văn Quế, phường Bình Hưng Hòa A, khiến cho người phụ nữ tử vong. Nghe tiếng động mạnh trên đường Lê Văn Quế, đoạn qua hẻm 246, phường Bình Hưng Hòa A, người dân chạy ra xem thì thấy người phụ nữ ngoài 60 tuổi nằm dưới gầm xe tải. Cạnh đó là chiếc xe máy cùng cô gái ngã trên đường. Cô gái may mắn không bị thương. Riêng người phụ nữ lớn tuổi được tài xế đưa ra khỏi gầm xe tải, chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó. Theo người dân cũng như camera an ninh ghi lại, thời điểm xảy ra tai nạn, người phụ nữ lớn tuổi đang đi bộ qua đường thì gặp tai nạn. Chỉ vì suýt va chạm xe máy với nhau mà một nam thanh niên đã cầm nón bảo hiểm đánh liên tiếp hai mẹ con. Thế vậy người dân đã ra can ngăn và báo công an tới xử lý. Vụ việc vừa xảy ra trên đường Nguyễn Văn Tiết ở phường Lái Thiêu, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, tiếp tục cho thấy ứng xử văn minh khi tham gia giao thông vẫn còn là câu chuyện đáng suy ngẫm. Theo đó, một nam thanh niên điều khiển xe máy biển số tỉnh Kiên Giang chở theo một cô gái ngồi sau đã suýt xảy ra va chạm với xe máy của hai mẹ con. Mặc dù việc không có gì, nhưng thanh niên này đã chặn xe hai mẹ con rồi thách thức cầm nón bảo hiểm đánh hai người. Lúc này, nhiều người dân đã ra can ngăn, khống chế nam thanh niên và báo cho công an phường Lái Thiêu tới xử lý vụ việc. Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị vừa bắt xử phạt 13 thanh thiếu niên nẹt bô rú ga, không có giấy phép lái xe, không đội nón bảo hiểm, gây nguy hiểm cho người đi đường. Tại tuyến đường Hùng Vương, lực lượng chức năng đã tạm giữ 13 xe máy, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính 13 trường hợp thanh thiếu niên trên địa bàn về các lỗi, không đội nón bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển xe máy, không có giấy phép lái xe. Các đối tượng này thường xuyên tụ tập nẹt bô, rú ga, chạy xe máy với tốc độ cao trên đường, gây nguy hiểm cho những người tham gia giao thông. Trong đó, 11 đối tượng trong độ tuổi từ 11 đến 18. Lực lượng chức năng cho biết, đa số các thanh thiếu niên này đã bỏ học. Tiếp theo chương trình Người đưa tin 24 giờ sáng nay là những thông tin đáng chú ý sau. Bắt nghi phạm đâm tử vong 5 thanh niên trong phòng trọ. Lãnh án 10 năm tù vì đâm người do mâu thuẫn trên bàn nhậu. Nuôi ong lấy mật và sữa cho thu nhập tốt. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Liên quan đến vụ nam thanh niên tử vong trong phòng trọ mà chương trình đã thông tin, mới đây Công an thành phố Hồ Chí Minh đã bắt giữ được một nghi phạm và đang tiếp tục truy bắt đồng phạm còn lại. Công an quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã bắt đối tượng Long Hoàng Phi, sinh năm 1999, ngụ tại quận 10 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi giết người. Đây là nghi phạm chính trực tiếp đâm tử vong LBT, sinh năm 1998, ngụ tại quận 8, tại một căn phòng trọ nằm trong hẻm ở đường Âu Dương Lân, phường 2, quận 8. Trước đó, bà N về đến căn phòng trọ của mình thì phát hiện con trai là T đã tử vong, trên người có vết máu. Nghi ngờ con mình bị sát hại nên bà N đã trình báo công an. Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng vào cuộc điều tra truy xét. Những người hàng xóm của nạn nhân cho biết, trước đó có hai thanh niên đến nhà T để nói chuyện rồi cự cãi lớn tiếng. Sau đó, hai thanh niên này bỏ đi. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan công an nhanh chóng xác định được hai đối tượng gây án. Công an đã bắt giữ được đối tượng Phi khi đang lẩn trốn tại nhà của một người quen ở quận 6. Tại cơ quan công an, bước đầu Phi khai nhận hành vi phạm tội của mình và cho biết nguyên nhân xuất phát từ mâu thuẫn. Tình trạng sử dụng trái phép chất ma túy ở quán karaoke lại tiếp diễn. Cụ thể là tại Trà Vinh, Công an tỉnh đang điều tra làm rõ vụ hàng chục thanh thiếu niên có độ tuổi từ 14 cho đến 36 dương tính với chất ma túy trong quán karaoke.
Mới đây, lực lượng chức năng bất ngờ kiểm tra quán karaoke tại khóm 8, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh do bà Võ Thị Thanh Hương, 55 tuổi làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại 5 phòng có 62 nam nữ đang bài lắc. Qua test nhanh có 58 người dương tính với chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện nhiều bịch ni lông trong suốt đã qua sử dụng, nhiều dụng cụ dùng để sử dụng ma túy. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định. Đâm người vì mâu thuẫn trên bàn nhậu, Nguyễn Văn Kiếm, 32 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Hậu Giang tuyên phạt 10 năm tù về tội giết người trong phiên xét xử sơ thẩm vừa diễn ra. Theo cáo trạng, vào trưa ngày 21 tháng 7 năm 2014, Kiếm đang nhậu cùng bạn tại quán nhậu ở xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ, thì xảy ra mâu thuẫn với một thanh niên đang nhậu kế bên. Mặc dù hai bên đã giảng hòa, nhưng đến khoảng 16 giờ cùng ngày, người thanh niên bất ngờ đánh vào mặt bạn của Kiếm. Bực tức, Kiếm lấy dao đâm người thanh niên. Lúc này, một người đàn ông chạy vào can ngăn cũng bị Kiếm đâm trúng. Do được đưa đi cấp cứu kịp thời nên hai nạn nhân không nguy hiểm đến tính mạng. Sau khi gây án, Kiếm bỏ trốn khỏi địa phương. Qua củng cố hồ sơ, cơ quan điều tra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và truy nã đối với Nguyễn Văn Kiếm. Đến tháng 9 năm 2021, công an huyện Long Mỹ bắt được Kiếm tại tỉnh Bình Dương. Ngoài mức án 10 năm tù, hội đồng xét xử còn buộc Nguyễn Văn Kiếm bồi thường cho bị hại số tiền hơn 40 triệu đồng. Thông tin từ khu bảo tồn thiên nhiên Giang Quá Đồng Nai vừa cho biết, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát phát hiện gần 80 vụ lấn chiếm vùng đất bán ngập Hồ Trị An. Các vụ lấn chiếm xảy ra tại các huyện Vĩnh Cửu, Định Quán và Trảng Bom của tỉnh Đồng Nai. Đối tượng lấn chiếm đất bán ngập phần lớn là cá nhân. Vùng lấn chiếm người dân dùng để canh tác nông nghiệp, xây dựng công trình, kinh doanh dịch vụ du lịch tự phát. Việc lấn chiếm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, cảnh quan thiên nhiên của vùng đất bán ngập Hồ Trị An. Thời gian tới, khu bảo tồn sẽ phối hợp cùng với các đơn vị yêu cầu những trường hợp lấn chiếm trả lại hiện trường ban đầu, đồng thời xử lý nghiêm những cá nhân cố tình vi phạm. Hồ Trị An có diện tích gần 33.000 ha, nằm trên địa bàn 5 huyện của tỉnh Đồng Nai. Hồ có giá trị cao về đa dạng sinh học, tài nguyên thủy sản và cảnh quan thiên nhiên. Nuôi ong lấy mật là công việc quen thuộc. Tuy nhiên, tại xã Quỳnh Qua, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An, gia đình ông Bùi Ngọc Ấn không chỉ nuôi ong để lấy mật mà còn nuôi ong để lấy sữa, đem lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương phát triển kinh tế gia đình, ông Bùi Ngọc Ấn đã tìm tòi tham khảo các mô hình phát triển kinh tế. Năm 2012, ông tập trung phát triển mô hình nuôi ong lấy mật. Sau nhiều lần thất bại, thì nay, từ hai đàn ong ban đầu, ông đã nhân rộng và phát triển được gần 100 đàn. Khi đã ổn định với nghề nuôi ong lấy mật, ông Ấn đã học hỏi và nghiên cứu lấy sữa ong. Để có được sữa ong chúa, ông phải gấp ấu trùng từ con ong chúa sinh ra vào mẫu ong chúa già, rồi bỏ vào thùng. Đến thời điểm thích hợp, sẽ lấy ra thu sữa ong chúa. Hiện ông đang khai thác 60 đàn lấy sữa, thu hoạch khoảng 15kg sữa mỗi năm. Tuy nhiên, việc lấy sữa ong chúa không hề đơn giản, nên không phải ai cũng làm được. 100 cái mụ chúa thì may ra với đường lạ, nó là dọi làm với đường lạ, chứ còn mà không thì không đường lạ, không đường lạng sữa. Mà 3 ngày, chỉ có 3 ngày, hắn có cái hay là nhanh lấy, chỉ có 3 ngày là đầy thôi. Nếu mà mình để lâu quá thì con ong thợ nó ăn hết, mà nó cũng hỏng hết. Con ong mật khó thích nghi với điều kiện thời tiết ở miền Trung, nên ông Ấn thường phải đưa ong đi gửi ở nhiều nơi để ong lấy được mật quà tốt nhất. Có như vậy, ông mới cho mật và sữa ong chúa chất lượng. Cùng với sữa ong chúa thì mỗi năm ông còn thu hoạch hàng trăm lít mật ong, đem lại thu nhập hàng trăm triệu đồng cho gia đình. Hiện tại, sản phẩm sữa ong chúa của gia đình ông sản xuất ra được thị trường đón nhận, thu hoạch đến đâu, tiêu thụ đến đó. Trong thời gian tới, ông Ấn dự định sẽ phát triển thêm đàn ong chúa lấy sữa, đồng thời chia sẻ kinh nghiệm để nhân rộng mô hình, giúp nhiều người có nguồn thu nhập ổn định. Ngay khi Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khởi động triển khai đề án 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao, đã có nhiều vấn đề được dư luận quan tâm đặt ra, đó là tính khả thi của đề án này. Trả lời báo chí, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Trần Thanh Nam khẳng định đề án hoàn toàn có tính khả thi, song có rất nhiều việc phải làm, trong đó cần phải tổ chức lại sản xuất và đặc biệt là phải tạo được niềm tin cho người trồng lúa. Đồng bằng sông Cửu Long hiện có 1,6 triệu hecta sản xuất lúa chuyên canh với sản lượng 24 triệu tấn lúa một năm.
Việc triển khai đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, đồng nghĩa hầu hết 13 tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long đều có diện tích chuyển sang chuyên canh lúa chất lượng cao. Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhấn mạnh, vấn đề căn cơ của đề án là phát triển bền vững, tạo niềm tin và thu nhập cao hơn cho người trồng lúa, giúp người nông dân yên tâm đầu tư sản xuất lúa gạo. Chúng ta phải hiểu rằng lúa chất lượng cao không phải là chỉ giống chất lượng, mà phải đem lại cái giá trị gia tăng và thu nhập cao cho người nông dân thì mới gọi là chất lượng cao. Nếu mà giống lúa mà chất lượng cao nhưng mà không bán được, không có giá trị gia tăng cho người nông dân thì không phải là chất lượng cao. Thì quan điểm của chúng tôi là phải đầu tư theo hướng bền vững và thực sự mang cái giá trị gia tăng cho người sản xuất lúa. Với 90% lượng gạo xuất khẩu hiện nay là từ đồng bằng sông Cửu Long, ông Trần Thanh Nam cho rằng người trồng lúa vùng này có kinh nghiệm sản xuất và đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao hoàn toàn có khả thi. Tuy nhiên có rất nhiều việc phải làm, trong đó phải tổ chức lại sản xuất theo hướng đẩy mạnh hợp tác, liên kết để giảm chi phí sản xuất, gia tăng giá trị từ các khâu trong cả chuỗi lúa gạo. Hộ nông dân sẽ được tổ chức lại thành các tổ hợp tác xã và sẽ được liên kết chặt chẽ hơn với doanh nghiệp cung cấp nguyên liệu đầu vào và doanh nghiệp bao tiêu đầu ra. Nông dân được cung cấp đầu vào và đảm bảo chất lượng với giá thấp hơn, đồng thời bán lúa với giá ổn định và cao hơn. Theo kế hoạch triển khai chương trình hành động về đảm bảo an ninh lương thực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2030 vừa ban hành, thành phố sẽ giữ ổn định đất canh tác lúa 1.000 hecta đến năm 2025. Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu sẽ giữ ổn định đất canh tác lúa 1.000 hecta đến năm 2025, đồng thời có thể sản xuất tại chỗ gần 20.000 tấn gạo, 580.000 tấn rau, hơn 46.000 tấn thịt heo, 2.000 tấn thịt gia cầm. Thu nhập bình quân hộ nông thôn đạt 100 triệu đồng một người một năm. Đến năm 2030, thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu khả năng cung ứng nhu cầu các loại lương thực thực phẩm tăng 15% so với năm 2020. Trong đó, sản xuất tại thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng 28,7% nhu cầu về rau, 8% nhu cầu thịt heo và 0,3% nhu cầu về thịt gia cầm. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đề ra nhiệm vụ tiếp tục cơ cấu lại để phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ lương thực thực phẩm theo hướng sản xuất tập trung, hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị. Bây giờ là thời gian dành cho một điểm báo. Biên tập viên Tấn Phước sẽ gặp lại chúng ta để điểm qua những thông tin đáng quan tâm đang trên các báo phát hành sáng nay. Xin mời anh Tấn Phước ạ. Xin được cảm ơn Thành Đô và Như Thanh. Trước tiên chúng ta cùng đến những thông tin được đăng tải trên báo Tuổi Trẻ sáng ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhiều quá chất thế giới cấm nhưng Việt Nam cho dùng. Là chủ đề bài viết đăng trên trang nhất của báo Tuổi Trẻ phát hành sáng ngày hôm nay. Và tác giả cho biết là hàng loạt loại mì Việt Nam bị các nước thu hồi vì chứa chất ethylene oxide EO gây xôn xao. Doanh nghiệp vẫn dùng chất này vì Việt Nam chưa quy định. Hiện nay thì Bộ Y tế đã xây dựng kế hoạch và phân loại nhóm sản phẩm. Dự kiến thì hết năm 2022 thì mới có dự thảo quản lý chất ethylene oxide EO. Báo Tuổi Trẻ ngày hôm nay đăng bài là xử lý hình sự nếu để xảy ra nhiều vụ cháy. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã nói như vậy tại hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác phòng cháy chữa cháy và sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 83 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy diễn ra ngày hôm 12 tháng 9. Trước những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng vừa qua, Thủ tướng cho rằng cần nghiêm túc nhìn nhận hạn chế bất cập, bởi đây là cảnh báo cho thấy tình hình rất khẩn cấp. Thủ tướng nêu rõ, khi các vụ cháy xảy ra nhiều lần trên một địa bàn, một lĩnh vực, thì cần phải kiểm điểm, xác định tổ chức cá nhân phải chịu trách nhiệm hình sự và trách nhiệm kỷ luật trước đảng, nhà nước. Cũng liên quan đến công tác phòng cháy và chữa cháy, thì trong một thời sự về suy nghĩ của báo Tuổi Trẻ sáng nay có bài viết Giữ an toàn cho mình, tác giả cho biết là đã có sự thiếu quan tâm, thiếu quyết liệt trong công tác phòng cháy và chữa cháy của một số lãnh đạo bộ ngành địa phương trong thực hiện Nghị định số 83 của Chính phủ, như đánh giá của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, tác giả nhấn mạnh là đừng nên phó mặc sự an toàn của mình cho cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và chủ cơ sở kinh doanh. Bản thân mọi chúng ta cần phải nâng cao ý thức về phòng cháy chữa cháy để bảo đảm an toàn cho chính mình và người thân của mình. Nhiều thí sinh phụ huynh phản ánh việc gặp khó khăn khi nộp lệ phí tuyển sinh trực tuyến, đăng ký nhầm, thậm chí là không có tên trên hệ thống xét tuyển của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã tiếp nhận thông tin để có hướng xử lý. Tuy nhiên, có ý kiến của các nhà quản lý cho rằng Bộ nên đưa nhóm thí sinh đã đăng ký nguyện vọng nhưng chưa đóng tiền được vào xét tuyển. Có thể vì nguyên nhân chủ quan hoặc khách quan, các em chưa đóng được lệ phí để không mất cơ hội vào đại học của các em.
Khác điều dưỡng hộ lý là tiêu đề bài viết đáng chú ý trên báo Tuổi Trẻ phát hành sáng ngày hôm nay. Tác giả cho biết là chưa lúc nào ngành y tế lại khác điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật y như hiện nay. Họ như cánh tay nối dài của bác sĩ, nếu thiếu họ thì ắt bác sĩ sẽ bó tay về việc chăm sóc sức khỏe cho người bệnh, vì thế cũng gặp nhiều khó khăn. Ngoài ra, trên báo Tuổi Trẻ còn có một số bài viết đáng quan tâm như là kinh tế Việt Nam phục hồi rất nhanh chóng, hành trình lan tỏa yêu thương sự việc đến người trẻ, câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh muốn chơi lớn. Quý vị và các bạn quan tâm tìm đọc trên trang 3, trang 10, trang 11 và trang 14 của báo. Chúng ta cùng chuyển sang thông tin trên báo Thanh Niên. Trang nhất của báo ngày hôm nay đăng bài Tự chủ đại học có đang lạc hướng. Tác giả cho biết nghị quyết 77 của chính phủ mở ra một trang mới cho giáo dục đại học khi bắt đầu cho phép một số trường được thực hiện thí điểm tự chủ. Tuy nhiên điều kiện đặt ra trong nghị quyết đã khiến cho con tàu tự chủ đi lạc hướng. Trên thực tế thì khi các trường đối mặt với đòi hỏi tự chủ thì đều xác định tinh thần là phải tự lo. Được thu học phí cao tiếp tục làm miếng bánh hấp dẫn, tạo động lực cho các trường chưa tự chủ thúc đẩy nhanh hơn tiến trình tự chủ. Tuy nhiên, theo các nhà quản lý thì đó không phải cách tối ưu và đừng nên đẩy gánh nặng tài chính cho người học. Một số trường đại học cũng đã đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu và chuyển giao là một trong số các nhiệm vụ trọng tâm của trường giai đoạn tới để tăng nguồn lực, góp phần giảm gánh nặng tài chính cho người học. Trong một chào ngày mới của báo Thanh Niên còn có bài viết nhiều câu hỏi cho thu phí không dừng. Tác giả cho biết là sau gần một tháng rưỡi thực hiện thu phí không dừng ETC, với hàng triệu đầu xe ô tô, nhiều câu hỏi xung quanh số tiền trong thẻ ATC như là chủ thẻ có được trả lãi hay không, việc yêu cầu số dư trong tài khoản như thế nào, nạp tiền, mất phí, số dư bắt buộc trong tài khoản lại được nhiều cá nhân tổ chức đặt ra. Mục đích của thu phí không dừng là đem lại sự thuận tiện cho người dân về thời gian, thuận tiện khi mà dừng đổ ở các trạm, tránh ùn tắc giao thông trên các tuyến. Đặc biệt khi thực hiện công nghệ thu phí không dừng, chúng ta sẽ công khai, minh bạch doanh thu, các cơ quan giám sát lẫn nhau như nhà đầu tư, nhà cung cấp dịch vụ, ngân hàng, cơ quan quản lý nhà nước. Thế nhưng nếu người dân vẫn còn bức xúc và vẫn còn nhiều câu hỏi, thì những mục tiêu này vẫn chưa đạt được. Nhiều thông tin đáng quan tâm khác trên báo Thanh Niên sau ra ngày hôm nay như là in thông tin nơi sinh vào hộ chiếu mẫu mới, củng cố sức mạnh công nghiệp văn hóa Việt, sầu riêng chưa xuất khẩu đã lo mất thị trường. Hơn 3.000 cán bộ vô dư chưa được sắp xếp. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ sáng nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.